đây con gửi cô mì thôi. Chị 23 hả? 50 chưa có. Là chị cứ đi đồng vòng đến chút còn lại nhá. Ồ dạ. Bao nhiêu vậy? Bao nhiêu vậy? Chắc cứ chắc cú 45 phút. Ờ, 20. Coi cái nhà mình kìa. Nói 20. Làm ơn lên. Từ đây đi xuống cái này. Nhớ không? Có cây này. Nhớ đi tôi quên. À quay đi. Mẹ nè. Đi. Quán, ô phở lan quan nè. Có túi áo bỏ vô để lắm nó không mất ra, tức là rớt ngang cái đó là bánh nước đó, hiểu không? Làm bên này nào là một tặng phẩm của Thượng Đế ban cho con người, và đó cũng như là một món quà mà Chúa Xuân đã chúc Tết đầu năm cho đến toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay, ngay giờ phút này đây, chúng ta cảm tạ Thượng Đế, và chúng ta có một dịp để cũng để cảm tạ nước Mỹ. Người Việt của chúng ta vượt biên vượt biển đi tìm tự do, và ngày hôm nay làm cho người dân và toàn thế giới. Sau này Tổng thống Trump cũng nói một câu tương tự như vậy. Ông ta thấy có những nhiều người phụ nữ ở nước khác qua đây mang bầu để sinh con, để ở lại nước Mỹ. Thì ông ta nói một câu là nước Mỹ so dumb, biết người ta đã đến đây để sinh con đẻ cái ở đây mà vẫn cho ở, để rồi cuối cùng toàn dân nước Mỹ phải nuôi những đứa con đấy cho đến 85 tuổi. Quý vị thấy tốt không quý vị? Và ngày hôm nay người Việt của chúng ta mang văn hóa tình quê hương tình dân tộc cộng với sự hội nhập văn hóa của nước Mỹ, chúng ta mang hai bằng. Và bây giờ để chúng ta bước vào ngay của thế giới âm nhạc, chắc chắn quý vị đang chờ đợi rồi, thì xin tất cả chúng ta cùng chào đón ca sĩ Vũ Hiển. Lời đó đầu tiên, Vũ Hiển xin kính chào toàn thể tất cả các quý vị đã có mặt trong 3 ngày hôm nay, đúng không ạ? Có ai có mặt trong 3 ngày hôm nay không ạ? Dạ. Mặc dù là mưa gió trong 2 ngày qua thì đẹp. Và Vũ Hiển xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ mang tựa đề Quên Đi. Quên khi yêu gian dối, đời sống này có bao lâu, cho nhau những gì mong muốn, cho nhau những gì ta có, cho nhau suốt đời em. Hãy sống đời sống tươi vui nhé. Cần thơ đợt thơ. Đừng lo lắng. Đừng dùng tay tay. Đừng lo lắng. Đời sống đời khổ đau. Cho nhau gì mong muốn. Cho nhau những gì ta có. Cho nhau suốt đời em nhé. Hãy sống đời sống tươi vui. Thank you.
bơi đông, ba bơi đông, bây giờ đã là có mấy con hai gì đây, hai gì đây. Mời quý vị thưởng thức ca khúc kế tiếp. Nếu mà quý vị đang một mình nữa, có một cái không khí năm mới mà mình đang vui, mình đang sung thôi, dù là ngại hay không ngại không có sao. Nếu mà có uống những gì đó thì cứ tụng đi, một hai ba mình đi vô nha. Rồi ra nhảy cho Justin nha. Mời quý vị thưởng thức ca khúc tựa đề là More Than I Can Say. Mời quý vị lắng nghe.